Tại CONGOTEST 2014, Acer MemoPad 8 thực sự nổi bật về độ thiết kế tinh xảo trong phân khúc thị trường máy tính bảng tầm trung. Máy được trang bị một hệ thống phần cứng mạnh mẽ bằng chip âm tâm Xeon 4 bit của Intel và hệ điều hành Android 4.4 mới nhất hiện nay, giúp cho thiết bị có thể khởi chạy những ứng dụng cấu hình cao một cách mượt mà. Màn hình 8 inch có góc nhìn rộng lên đến 178 độ, Acer đã mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm bất ngờ. Acer MemoPad 8 ME581CL sở hữu một vẻ ngoài khá bắt mắt cùng nhiều màu sắc trẻ trung và năng động, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Toàn bộ thân máy được làm bằng nhựa, góp phần giảm đáng kể trọng lượng của máy chỉ còn 299g. Tuy nhiên, máy vẫn cho cảm giác chắc chắn và sang trọng. Với các góc cạnh được bo tròn kết hợp với việc được thiết kế thanh mảnh, máy chỉ dày 7,45mm như iPad mini, thực sự đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người dùng. Bên cạnh trái chúng ta sẽ có khe gắn thẻ nhớ, cạnh phải là nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn và khe gắn SIM. Trên đầu là jack cắm tai nghe 3.5, phía dưới là cổng micro USB. Mặt sau được thiết kế bóng nên để lại dấu vân tay khá nhiều. Phía sau này thì có camera 5MP, có viền kim loại xung quanh. Logo Acer, biểu tượng MFC, logo Intel và bộ đôi loa stereo. Mặt trước là một màn hình 8 inch có độ phân giải Full HD 1920x1200px cho hình ảnh độ nét cao. Màn hình có góc nhìn rộng lên đến 178 độ, không làm ảnh hưởng trải nghiệm hình ảnh khi nghiêng máy hay là khi xem clip cùng nhiều người. Bề mặt màn hình được sử dụng công nghệ Cora Rapa, không chỉ hiển thị rõ ràng hơn, chống bám dấu vân tay mà còn bảo vệ màn hình trước những va đập ngoài ý muốn. Ngoài ra thiết bị còn hỗ trợ cảm ứng đa điểm lên đến 10 ngón tay, làm đa dạng về thao tác trên màn hình cảm ứng. Một điểm nổi bật nữa của sản phẩm này phải kể đến chính là viền màn hình. So với người anh em MemoPad 7 phiên bản cũ, kích thước màn hình của MemoPad 8 lớn hơn 1 inch, nhưng thực sự phần diện tích màn hình hiển thị của MemoPad 8 lớn hơn đến 30%. Giúp bạn có thể thoải mái lướt web, xem phim cũng như là chơi game trên màn hình rộng này. Máy sử dụng bộ vi xử lý 4x64 bit Intel Atom Z3560, tốc độ là 1.83GHz, 2GB RAM và 16GB bộ nhớ trong. Song song với cấu hình phần cứng mạnh mẽ, MemoPad 8 chạy phiên bản Android 4.4 KitKat mới nhất, giúp người dùng có thể chạy những ứng dụng đòi hỏi cấu hình cao một cách chân chu như là chơi game 3D hay là xem phim HD, vân vân. Gen UI của MemoPad 8 không những cung cấp một giao diện hiện đại mà còn giúp cho những thao tác di chuyển cùng các thanh menu chuyển đổi giữa các ứng dụng cũng được mượt mà hơn. Nói không dây như là Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Acer MemoPad 8 còn hỗ trợ thêm giao tiếp tầm gần MFC, cho phép bạn truyền dữ liệu nhanh chóng chỉ với một thao tác đơn giản là đưa thiết bị có cùng kết nối MFC lại gần, sau đó máy sẽ tự bắt tay và truyền nhận dữ liệu. Acer MemoPad 8 tích hợp đầy đủ hai camera trước và sau. Camera chính có độ phân giải là 5MP, tuy không quá cao nhưng là vừa đủ để bạn có thể lưu lại những khoảnh khắc và chia sẻ lên các mạng xã hội như là Facebook, Zalo, v.v. Máy có nhiều chế độ cũng như là hiệu ứng chụp ảnh giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn để có được tấm ảnh như ý. Camera phía trước 1.2MP sẽ là trợ thủ đắc lực cho những ai có sở thích chụp ảnh tự sướng hoặc thường xuyên trò chuyện bằng video call. Viên pin có công suất là 15.2Wh giúp Acer MemoPad 8 hoạt động liên tục lên đến 9 tiếng. Nếu bạn đang phân vân về một máy tính bảng có thời lượng pin tốt cho mức giá hợp lý thì Acer MemoPad 8 sẽ là một gợi ý hàng đầu dành cho bạn. Với sự cải tiến và sáng tạo không ngừng, hãng sản xuất Acer đã đưa ra một mẫu thiết kế hoàn hảo mang tên MemoPad 8 ME581CL và nó đã thực sự mang đến một luồng gió mới cho thị trường máy tính bảng tầm trung. Máy được thiết kế thanh mảnh, trang bị một hệ thống phần cứng mạnh mẽ, đi cùng với hệ điều hành tiên tiến nhất hiện nay đủ để đáp ứng những nhu cầu giải trí cũng như là công việc của những người dùng khó tính nhất, đặc biệt là phái nữ. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào nút đăng ký nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.